Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ ba, ngày 20 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai trương trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo có tâm, có tầm của Đảng. Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo quy chế bầu cử trong Đảng. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ năm học mới. Đóng điện đường dây 500 kV mạch 3, dự án nhà máy nhiệt điện Nam Định, Phú Nội. Và các bạn, sáng nay tại trụ sở 71 Hàng Chống Hà Nội, báo Nhân dân đã khai trương trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo có tâm có tầm của Đảng và triển lãm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tới dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương. Đại biểu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Tại buổi khai trương, các đại biểu khách mời đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân. Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo có tâm có tầm của Đảng, gồm 5 chuyên mục, đó là tin tức, kiên định con đường đã chọn, thông điệp vì nước vì dân, ý kiến lãnh đạo, chuyên gia, tình cảm với Tổng Bí thư. Bao gồm các bài viết chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về 6 vấn đề, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, từng bước hiện thực hóa chủ nghĩa xã hội vì bình yên của Tổ quốc, văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội, ngoại giao, cây tre Việt Nam, quyết liệt phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các bài phát biểu quan trọng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư từ năm 2011 đến nay được trình bày đặc biệt dưới hình thức báo chí đa phương tiện. Các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các học giả, chuyên gia trong và ngoài nước nhằm làm rõ tư duy tầm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo rất toàn diện, sâu sắc, song rất cụ thể, bám sát thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt, chuyên mục tình cảm với Tổng Bí thư bao gồm ý kiến tâm huyết, tình cảm của bạn bè quốc tế, của cán bộ và nhân dân đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo có tâm có tầm của Đảng, bao gồm gần 1.000 bài viết, ảnh, video, góp phần khẳng định, lan tỏa giá trị, những thành tựu lý luận và những đóng góp to lớn trong xây dựng phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sáng cùng ngày, báo Nhân dân đã khai trương triển lãm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm 44 bức ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí. Chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng bổ sung sửa đổi. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng. Các đại biểu đánh giá nội dung dự thảo báo cáo đã phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ các ưu điểm, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Việc đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương bổ sung sửa đổi quy chế bầu cử trong Đảng là kịp thời, phù hợp để chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn Đảng khi tổ chức đại hội các cấp theo chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị. Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị lựa chọn phương án 2 của khoản 5, điều 14, tại điều 18 dự thảo đề nghị xem xét bổ sung sửa đổi theo hướng bầu đại biểu chính thức trước, bầu đại biểu dự quyết sau, chứ không lập chung một danh sách. Tỉnh ủy Hưng Yên cũng đề nghị biên tập bổ sung diễn đạt lại một số câu chữ trong một số điều khoản để đảm bảo tính chặt chẽ, dễ hiểu, dễ thực hiện nhưng không làm thay đổi bản chất quy chế bầu cử trong Đảng. Sáng nay, Tổ giám sát số 1 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng đã về giám sát tình hình triển khai thực hiện chương trình phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Thành phố hiện có 36 trường đạt chuẩn quốc gia, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào lớp 10 trung học phổ thông đạt 95%, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên.
Tại buổi giám sát, thành phố cũng kiến nghị đoàn một số khó khăn bất cập sau khi sáp nhập trường học và sáp nhập một số đơn vị hành chính xã phường. Các văn bản hướng dẫn thu chi đầu năm học còn chưa cụ thể, mang tính chất mở, có thể dẫn đến việc mỗi trường hiểu và thực hiện một kiểu. Số lượng biên chế được giao hàng năm chưa đáp ứng nhu cầu thực tế gia tăng nhanh của số lớp. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến đề nghị thành phố tiếp tục có kế hoạch bố trí kinh phí để tăng cường cơ sở vật chất, chống xuống cấp trường lớp và đầu tư trang thiết bị dạy học đầy đủ cho lĩnh vực giáo dục đào tạo, quan tâm ưu tiên nguồn lực cho các xã khó khăn, nâng cao chất lượng đào tạo dạy nghề ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thành phố, có kế hoạch giải pháp thu hút tuyển dụng giáo viên. Đoàn cũng ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị vướng mắc của cơ sở để đề xuất với Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan của trung ương, của tỉnh xây dựng cơ chế chính sách phù hợp sát thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cũng như đời sống cán bộ giáo viên. Trước đó, tổ giám sát đã về giám sát việc thực hiện các tiêu chí, mục tiêu phát triển giáo dục đào tạo tại trường Trung học cơ sở Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2024-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 398 trên 486 trường đạt chuẩn quốc gia, 78 trường đạt kiểm định chất lượng. Trong năm 2023, tất cả các xã phường, thị trấn, các huyện, thị xã, thành phố và tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,53%. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tỉnh Hưng Yên có 60 trên 90 thí sinh dự thi đạt giải. Trong năm học mới, ngành giáo dục đặt ra 10 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Qua đó, thực hiện chủ đề năm học mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra, đó là kỷ cương trách nhiệm đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đề nghị ngành giáo dục các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm định giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường công tác chuyển đổi số. Đồng chí đề nghị các cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp tục đổi mới sáng tạo, đảm bảo chất lượng công tác giáo dục và chăm sóc trẻ ở bậc mầm non, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thể chất và giáo dục mũi nhọn, duy trì tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Trước thềm năm học mới 2024-2025, đồng chí nhấn mạnh: Ban dân tỉnh, toàn ngành giáo dục, thế và các nhà trường, các địa phương chuẩn bị thật tốt cho cái chuyện khai giảng năm mới vào ngày 1/9. Nó trên mấy cái cạnh này. Thứ nhất đây là cái cơ sở vật chất phải đảm bảo yêu cầu, đội hình đội ngũ sẵn sàng tổ chức cái khai giảng thì theo hướng mà đúng hướng dẫn đấy, là ngắn gọn, là thiết thực và hướng trọng tâm cũng là vào các cháu học sinh. Năm mới thì dứt khoát là phải dẹp cái chuyện là cái dạy thêm học thêm không có quy định, cách tổ chức cái dạy thêm, cách tổ chức học thêm mà theo quy định là như này, thế và những cái gì nó khác cái đó thì là không đúng quy định, và dứt khoát cái đó không đúng quy định phải dẹp. Thái độ nó phải kiên quyết như thế, mà đề nghị là ở đây có các đồng chí ở lãnh đạo của địa phương cũng thể hiện tinh thần như thế. Giáo dục đào tạo trong năm học mới thì xây dựng cái đề án về cái dạy và học tiếng Anh, tức là nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trên phạm vi toàn tỉnh. Hội nghị cũng tổ chức khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong năm học 2023-2024. Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ tháng 6 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã ra quân phối hợp với các đơn vị địa phương tăng cường việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Sau hơn 2 tháng triển khai đến nay, toàn tỉnh đã có gần 47.000 người mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu trợ cấp hàng tháng qua tài khoản ATM, đạt tỷ lệ trên 91%.
Trong đó riêng tháng 7 năm 2024 đã có gần 47.000 người nhận lương hưu trợ cấp qua tài khoản, đạt tỷ lệ gần 91%, tăng trên 20% so với tháng 6. Ngành Bảo hiểm xã hội phấn đấu đến cuối năm 2024 vận động được 100% người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội phát sinh mới nhận chế độ qua tài khoản. Để đạt được kết quả trên, cán bộ chuyên quản ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với lực lượng công an các địa phương, ngân hàng thương mại trực tiếp đến tại các điểm chi trả, tổ chức khảo sát, tuyên truyền vận động người dân chuyển từ hình thức nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt sang hình thức nhận qua tài khoản, đồng thời kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng chế độ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, vận động người dân mở tài khoản cá nhân ATM. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có chỉ đạo yêu cầu triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ kịp thời khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, nhất là về lĩnh vực thuế, chính sách tín dụng, thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các huyện, thị xã, thành phố, thành lập ban chỉ đạo hoặc tổ công tác xử lý khó khăn vướng mắc của các dự án đầu tư công, kịp thời công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu, đơn giá nhân công xây dựng, rà soát đánh giá khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án để có phương án điều chỉnh kế hoạch vốn, tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính, quyết liệt triển khai chuyển đổi số, nhất là trong lĩnh vực thu chi ngân sách, thực hiện nghiêm yêu cầu tiết kiệm 5% chi thường xuyên để dành cho chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội, đẩy mạnh sản xuất xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước, chủ động nắm bắt nhu cầu và khả năng cung cấp điện trong các tháng cao điểm, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tập trung xúc tiến thu hút các dự án FDI, phấn đấu có thêm 5 khu công nghiệp hoàn thành lập hồ sơ chủ trương đầu tư. Chiều qua, Tổng công ty Truyền tải điện Việt Nam đã đóng điện thành công đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, phố nối Hưng Yên. Đây là dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500 kV từ Quảng Trạch đến phố nối. Dự án đóng điện thành công đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 và chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đúng 16 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8, sau hơn 70 thao tác khớp lệnh giữa điều độ Việt Nam và điều độ 4 tỉnh có dự án đi qua gồm Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và tỉnh Hưng Yên, việc đóng điện toàn mạch thành công góp phần đảm bảo tiến độ khánh thành bàn giao và vận hành hệ thống trong ngày 29 tháng 8 tới đây. Khi dự án mạch 3 này đưa vào vận hành ấy, thì sẽ làm tăng cái giao diện khu vực miền Bắc và miền Trung thêm 2.400 MW. Và trong tương lai thì cái vai trò của dự án này hoàn toàn hết sức có ý nghĩa, tức là nó làm cái cơ sở để kết nối các cái hệ thống lưới điện của các tỉnh còn lại của đồng bằng sông Hồng. Đây cũng là một cái tiền đề phát triển các điện gió ngoài khơi. Dự án đầu tư xây dựng mới đường dây 500 kV mạch 3 dài gần 127 km đi qua địa phận 4 tỉnh là Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên. Trong đó, tuyến đường dây đi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên dài khoảng 11,5 km với 34 vị trí móng cột thuộc địa bàn thị xã Mỹ Hào là 21 vị trí và huyện Văn Lâm là 13 vị trí. Để đảm bảo tiến độ công trình, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp chính quyền tỉnh Hưng Yên trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Chúng tôi được sự hỗ trợ rất là sát sao của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã phối hợp cho việc giải phóng mặt bằng phát sinh trong quá trình thi công, thì tỉnh cũng luôn luôn hỗ trợ huy động các lực lượng tham gia thi công. Trong 11,5 km đường dây 500 kV qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, có 4 gói thầu xây lắp từ gói số 64 đến gói thầu số 67. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành góp phần cung ứng đủ điện cho khu vực miền Bắc trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên. Tổng nguồn vốn huy động cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Văn Giang từ năm 2011 đến hết năm 2023 đạt gần 17.300 tỷ đồng. Nguồn vốn đóng góp của cộng đồng dân cư và huy động từ con em xa quê gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó,
vốn ngân sách nhà nước cấp trung ương và tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên 4.500 tỷ đồng, nguồn vốn lồng ghép và nguồn vốn vay tín dụng trên 10.500 tỷ đồng, nguồn vốn từ các doanh nghiệp gần 250 tỷ đồng, nguồn vốn đóng góp của cộng đồng dân cư và huy động từ con em xa quê gần 2.000 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn trên, huyện Văn Giang tập trung chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện có trọng tâm trọng điểm, trong đó ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh như trường học, giao thông, vệ sinh môi trường và xử lý rác thải, xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, nhà tình nghĩa một cách thiết thực có hiệu quả. Việc huy động đóng góp của nhân dân được thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai, dân chủ, do người dân tự nguyện, tự bàn bạc quyết định, không áp đặt. Nhân dân quyết định đầu tư và trực tiếp quản lý, giám sát thi công, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn do mình đóng góp thông qua Ban Phát triển thôn, Ban Giám sát cộng đồng. Kết quả, ngày 15 tháng 8 được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định về việc công nhận huyện Văn Giang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 và là địa phương đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm có vai trò quyết định để triển khai thực hiện các dự án, góp phần tạo đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Ngay sau khi nhận được chủ trương triển khai các dự án quan trọng của tỉnh qua địa bàn, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ đã đẩy mạnh các biện pháp. Để dự án nâng cấp mở rộng đường 382 qua địa bàn xã có chiều dài 2,2 km được triển khai theo đúng tiến độ. Ngay sau khi nhận được chủ trương triển khai, xã Lý Thường Kiệt đã ban hành ngay việc thông báo tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và tới từng hộ gia đình giải thích tuyên truyền để nhân dân chấp hành. Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, trên 280 hộ dân sinh sống dọc hai bên đường đã tự tháo dỡ công trình. Dự án nhánh trái, nhánh phải, đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng cần thu hồi gần 6 hectare đất nông nghiệp của trên 130 hộ dân. Với nhiều hộ, việc canh tác đất nông nghiệp là thu nhập chính, nhưng khi được chính quyền địa phương giải thích, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của dự án, 100% các hộ dân đã đồng thuận với chủ trương sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Đường mở rộng thì kinh tế phát triển, là trong đó có nhân dân chúng tôi rất là vui. Gia đình của chúng tôi đều đồng thuận và đều nhất trí là mình sẽ giao ruộng trả lại cho nhà nước. Xã Lý Thường Kiệt đang tiếp nhận 3 dự án quan trọng của tỉnh là dự án nhánh trái, nhánh phải đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, dự án nâng cấp mở rộng đường 382 và dự án đường tránh 382 với tổng diện tích thu hồi gần 10 hectare đất. Xác định công tác giải phóng mặt bằng là một trong những khâu quan trọng quyết định đến tiến độ hoàn thành dự án. Ủy ban Nhân dân xã Lý Thường Kiệt đã chủ động đối thoại, giải thích, tuyên truyền để nhân dân hiểu. Nhờ đó, gần 180 hộ dân có đất nông nghiệp đều đồng thuận sẵn sàng bàn giao đất cho dự án. Tuyên truyền vận động đến các chi bộ, rồi là các thôn thành lập cái tổ vận động và gửi thông báo đến các hộ. Thì hiện nay là đã kiểm đếm xong, các hộ đã ký vào văn bản xác nhận diện tích xong, xác định nhân khẩu xong. Đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền là đẩy nhanh tiến độ rà soát, ban hành các chế độ chính sách để chúng tôi mời người dân ở các thôn lên để bàn giao một cách nhanh nhất cho các đơn vị thi công để đảm bảo các cái tuyến đường dự án theo kế hoạch. Chủ động tuyên truyền, đối thoại, giải thích để nhân dân hiểu. Nhờ vậy, các dự án quan trọng của tỉnh qua địa bàn đều nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.